cá trứng nha bà con, cá trứng nó rất là tốt cho sức khỏe. Nhưng mà có một số người ta không ăn, ăn là bệnh nặng thêm, bệnh lâu bớt lâu khỏi, đó là người nôi ngọng, người nóng nảy, ngứa miệng, ngứa môi, say rượu, uống rượu, đau đầu, tức ngực, béo phì, cơm tích của trẻ em là không ăn được cá trứng. Ăn thì bệnh nó nặng thêm, lâu bớt thêm, lâu khỏi bệnh. Cho nên những người thế này là không nên ăn để tốt cho sức khỏe cho mình. Đó là người nổi ngọng, người nóng nảy, ngứa miệng, môi lưỡi, say rượu, uống rượu, đau đầu, tức ngực, béo phì, cơm tích trẻ em là không nên ăn. Không nên ăn bà con, ăn là bệnh nó nặng thêm, không tốt gì cho sức khỏe cả. Lâu bớt lâu khỏi bệnh, không tốt gì cho sức khỏe. Ăn cá trứng tốt cho sức khỏe, ổn định tình trạng thiếu máu, giảm cân kích thích tốt hệ não, hệ miễn dịch, tim, tim, tim mạch, bệnh động mạch vành, huyết áp, xương khớp, răng, tốt, tốt, tốt cho trẻ, trẻ em, người lớn tuổi. Ta ăn như những loại cá thường ngày, hàng ngày ta hay ăn, ta ăn 6 ngày, ta nghỉ 2 ngày, ăn 6 ngày, nghỉ 2 ngày mới ăn tiếp nha bà con. Nếu ăn liền 6 ngày phải nghỉ 2 ngày. Đó bà con nha, bà con vui và ăn tốt cho mình. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào xin chào.